sông núi. Những tên dặm trường cát bụi anh chỉ ngại lo cho người em gái nhỏ, tận miền xa đêm đêm dò dò chốn cô phòng. Sợ tháng năm làm cho đợt khi má thăm môi, sợ ánh trăng xuống nhuộm buồn lên mây tóc, sợ nhớ thương làm héo mòn dốc ngọc hình da. Em ơi đêm già từ sau anh cảm thấy luyến lưu, bởi đời anh chỉ còn có em với một mẹ già. Anh phải kề cận sớm hôm, lo từ bát cơm chén nước cho tròn câu hiếu thảo. Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi chương trình do kênh YouTube Dư Âm sưu tầm. Sao tâm sự vẫn còn chở nặng thuyền tim, lời dặn dò em còn nhớ hay quên, đừng để bạc trắng làm cho lòng son thay đổi. Giờ này đây đôi mình còn chung gối, nhưng khi đêm tàn rồi anh giá biệt đi thành đâu. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.